Thân mến, chào mừng các bạn nhỏ. Chúng ta tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh của Mr. Long Linh. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần cũng nằm trong cái nội dung ôn luyện Unit 3 và Unit 4 các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ học nhiều về, chúng ta sẽ học về những bộ phận trên cơ thể của chúng ta, những phần trên cơ thể của chúng ta. À, và là phần A này. Chúng ta bây giờ trong video này chúng ta sẽ học phần A. Practice the words. Thực hành những chữ dưới đây. Đây rồi các bạn ơi. Chúng ta có bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 vị trí. Đầu tiên, nails. Cái số 1 là cái mũi này các bạn. Rồi để các bạn nghe rồi thầy giải thích luôn nha. Từ cái số 1 đến cái số 14 luôn. Bây giờ mời các bạn. Track 97. Let's learn about parts of the body. A. Practice the words. Touch your nose. Touch your nose. À, bạn vừa nói câu touch your nose là gì đó các bạn? À, câu này có nghĩa là chạm vào mũi của bạn. Touch your nose, chạm vào mũi của bạn. Đây, chạm vào mũi, chạm vào mũi. Đó các bạn ha. Number 1. Nose. Nose là cái mũi này các bạn, mũi này, nose. Number 2. Eye. Eye, cái mắt này các bạn, cái mắt này, eye. Number 3. Shoulder. Shoulder, cái vai, cái vai, cái vai. Number 4. Elbow. Elbow, cùi chỏ, cùi chỏ. Number 5. Leg. Leg, cái cẳng chân, cẳng chân. Number 6. Toe. Toe, cái ngón chân, ngón chân. Number 7. Foot. Foot, bàn chân, bàn chân. Number 8. Ear. Ear, cái tai đó các bạn. Number 9. Arm. Arm, cánh tay, cánh tay. Number 10. Head. Head, cái đầu, cái đầu. Number 11. Mouth. Mouth, cái miệng. Number 12. Finger. Finger, ngón tay, ngón tay. Number 13. Hand. Hand, bàn tay, bàn tay. Number 14. Knee. Knee, đầu gối này các bạn, đầu gối đó. Đó, rồi các bạn đã Track hiểu. 98. Các bạn hiểu hết rồi. Touch your nose. Touch your nose. Touch your foot. Touch your foot, chạm vào Touch chân. Your arm. Touch your arm, chạm vào tay. Touch your eye. Touch your eye, chạm vào mắt. Touch your nose. Touch your, chạm vào mũi. Touch your elbow. Chạm vào cùi chỏ, elbow. Touch your knee. Chạm vào gối các bạn. Touch your ear. Chạm vào tai các bạn. Touch your finger. Chạm vào ngón, ngón tay các bạn. Touch your hand. Chạm vào bàn tay các bạn. Touch your toe. Touch your toe, chạm vào ngón chân bạn. Touch your head. Chạm vào Touch your shoulder. Đầu, vào vai. Touch your leg. Chạm vào cánh chân. Touch your mouth. Chạm vào miệng, chạm vào miệng. Miệng. Track 99. Rồi, rồi, như vậy là chúng ta cũng đã được bạn nhỏ này nói hơi nhanh một xíu, Mr. Long Linh chỉ hơi chậm các bạn xíu, nhưng các bạn nghe lại là các bạn hiểu liền đúng không nào? Tất cả các vị trí trên cơ thể này các bạn đã biết rồi đúng không nào? Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn các bạn video tiếp theo nhé.